Yeah, because the first time when we visit the people, they think that the nature of our country is very rich, and they think they have to exploit as soon as possible, as much as possible, to increase the economy. They don't understand our nature not so rich as they believe. Thì đi ví dụ cái vùng này á là hết cống rồi này, thế lại ngược mài lên Kim Quang lên Hương Quang, ta thuê đi đào hào đi phạt rầy, một ngày là được bình quân được độ khoảng 5.000 bạc. Thì ăn uống ấy tạm tạm mới đó đấy, thì lương khoảng 3.000. Ho Chi Minh said, forest is a gold and sea is a silver if we know how to use this resource. Bảo đi.